đó, gửi cho em kia. Chứ này mất công quá. Thì chuẩn bị đi vô Vinh Sang nha. Mấy ngày lễ thì chạy có tiền chút ha. Chậm chậm thôi, đừng nhanh. Chậm thôi. Còn cho nó an toàn mày. Đó thì đường này từ cái bến phà An Bình đi vô Vinh Sang nha các bạn. Thì hôm nay được em trai này chở đi. Mình cũng ở xã này ha em trai. Đó. Em trai sẽ mình sẽ review cái đường đi tới Vinh Sang cho các bạn xem. Còn đêm về 50 ha. Đáng ngồi đợi chút quay. Phải quẹo cua này nữa. Như vậy lại ra cồn rồi ta. Chậm thôi. Đó thì dọc bên hai đường là trái cây, cây ăn trái rất nhiều như nhãn, ổi, đu đủ, sầu riêng có luôn nha các bạn, chuối luôn. Vinh Sang rồi có Mê Công rồi có gì nữa kể coi. Hôm tây nhớ tên không? Năm Thành hả? Dạ. Phương Thảo Ba Liền. Dạ. Tiền rồi đó, có 2 cây số không? Dạ, 3 cây. Không chữ rồi mày. Dạ. Để tao coi coi đúng không? 3 cây không? 3 cây gì đó. Xe. Bên đây cũng còn hoang sơ quá ta. Nhà cửa cũng còn mấy ha. Bọn tao làm ăn không được làm sao mà không cất nhà nhiều. Mới mở hồi nào? Giờ lúc trước thì muốn đi lại Vinh Sang sao đi? Nếu dòng vậy là xa gấp đôi không? Đó thì cái đường này mới mở mới 2 năm mà hả? Người ta gác ống ngực nhiều quá ta. Nhanh quá trời. Dạ mày. Đó thì ta đi chơi đi về đó các bạn. Mình đi dắt chưa. Muốn đi quay cho các bạn một thước phim. Thì nhờ em trai này chở thì mình cũng quay nó dễ hơn. 50.000 hồi là có bớt không nội? Không mất nha. Rồi quán tên nào? Vương Quốc Thịnh nói vô xem. Quán tên gì ở xã này? Phát ha, cảm ơn nha Phát. Đó, giỡn chọc nó mà. Đó. Thì dùng này nhãn Thái, nhãn chuồng cơm vàng chắc có luôn quá. Chứ là đường mày mới mở. Mới mở. Có đường này chỉ có chỗ cho em ra đi à. Chậm chậm chút. Chậm chậm chút. Lễ thì đi chơi rất là đông nha cả nhà. Rồi lúc mà tình hình dịch bệnh ở bên đây là không có đưa đò sao qua bên sông. Đói luôn không? Có dạ. Nhãn rồi các bạn. Nhãn này làm như không được tốt rồi ta. Vậy là tới xong rồi đó hả? Thôi được 3 cây số quá sức. Trong trời cũng không có.
Vâng. Sao đường sông nó không mở cửa? Chung này cũng nuôi cá nhiều ha. Cá nhiều có giá. Cái này là trong Tiền Giang đó nha các bạn. Xa kia là Cầu Mỹ Thuận nha. Mấy cái ao này cá nhiều hả? Ta nuôi cá mà cuối cùng cũng bỏ ha. Đó thì cho các bạn review cho các bạn xem cái cảnh nhìn sang là sao nha. Đó đường đi từ Vinh Sang nha các bạn. Đây Vinh Sang rồi đây. Đậu đi ta vô quay chút coi. Trong đầu đồ cho được á, tao quay YouTube mà tao quảng cáo cho nó mà. Đây là Vinh Sang nha các bạn. Kiếm chỗ mát cậu đi phát. Đây là Vinh Sang ngày lễ nha các bạn. Khu vui chơi rất là đông. Rồi cho các bạn trải nghiệm cái Vinh Sang là sao. Các bạn không có chú Thịnh qua YouTube chứ chú đâu có tham quan làm gì. Nữa vô kinh Vương Quốc Thịnh xem giùm. Chào bác, chào cô. Cái Vinh Sang này là bao nhiêu trò chơi vậy con? Combo thì con có 5 trò chơi như là có câu cá sấu nè, rùa cỏ, đạp vịt, hồ bơi và một bộ đồ bà ba. Còn những cái trò riêng không nằm trong combo này thì mình có thể là mua riêng ngay tại quầy là trò cưỡi đà điểu và bóng nước à. Cưỡi đà điểu hả? Dạ đúng rồi. Dưới bóng nước. Còn nếu mà mình không có chọn combo này chú thì mình có thể là mua cái vé vào cổng để tham quan. Nếu mà mình thích trò nào thì mình có thể là mua riêng ngay tại đó có quầy luôn, không sao hết à. Thì nếu mà mình mua vé tham quan á thì cũng được, nhưng mà mình ưu tiên mình mua combo thì nó ưu đãi hơn rất nhiều so với một viên từng trò. Dạ, là bao nhiêu tiền? Dạ, một cái combo thì là 99.000 dành cho một người ạ. Dạ. Cảm ơn. Trên mấy cái đồi đó là người ta làm cái gì vậy bác? Dạ, chụp cỏ hả? Dạ. Quay mình quảng cáo cho Vinh Sang mình á. Dạ. Chú có đem theo xe, chú phải đi thêm đơ ôm hết 50.000 đó. Đi quay cho nó dễ. Vậy cho chú vô nha. Dạ. Như vậy là một vé là vô là 35.000. Dạ, vé người lớn. 50. Dạ. Nữa vô kinh Vương Quốc Thịnh xem nha. Đó thì ngày lễ Tết thì người ta đi chơi rất là đông nha cả nhà. Đó. Hôm nay mình dạo quanh một vòng cho các bạn xem nha. Thì người ta muốn đi bằng xe thì đi, mà người ta muốn đi bằng tàu này thì đò này thì người ta đi nha các bạn. Đó. Cứ thịnh rảo quanh cho các bạn thấy cái khu du lịch này. Đó. Ngày lễ Tết đi chơi rất là đông nha cả nhà. Thì Quốc Thịnh rảo quanh cho các bạn xem Vinh Sang là sao. Và chào cô, đi chơi vui á cô. Ở đây nó bán món ăn là ăn gì? Dạ, con không có ăn. Không ăn hả? Dạ. Đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Đó, thì mình vô trong đây nè nha. Đó. Thì mình vô đây
cho các bạn xem nha. Đi ra mấy sông là mấy cái bến đò, bến tàu nó ra đậu được á, thì nhìn sang là sao nha các bạn. Thì hello, cảm ơn. Nữa vô kinh Vương Quốc Thịnh xem giùm. Đó. Đó thì có mấy cái trò chơi nít vậy nha các bạn. Đó. Vinh sang nha. Mặc áo này là đi làm gì? Hello, đi chơi vui vẻ nha. Đó là Vinh Sang đó nha. Có mấy cái trò chơi với đập dịch lên nha các bạn. Thì mình chở lên trên nè. Thì hello, đi chơi vui vẻ nha. Cảm ơn. Thì ở đây người ta trượt cỏ nha các bạn. Đó, trượt cỏ đó. Min đây. Min. Đó, vô vô chơi trong. Này mình chơi hết này luôn cũng được hết. Cái trò chơi này như vậy là phải bao nhiêu tiền mới chơi được. Bé 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 bé. Bé xuống à. Cảm ơn. Đó mình vô trò chơi khác nha. Hello. Chơi chưa? Nói vô kinh Vương Quốc Thịnh xem giùm nha. Mình ở nói vô kinh Vương Quốc Thịnh xem giùm nha. Vương Quốc Thịnh. Mình ở đâu lại đây đi du lịch đi cô? Đồng Tháp hả? Xã nào? Lai Dung hay là Hòa Long? Lai Vung Tân Thành đó ha. Ngã năm Tân Thành đó ha. Cảm ơn nha. Chào cô, cảm ơn. Để cho mình ghi hình nha. Nhiều trò chơi nha các bạn. Thì cái xấu, trời ơi, cái xấu giả. Có nhiều trò chơi cho mấy cái giờ bên kia là đập dịch. Nhìn sang khu này thì như là cá sấu vậy đi. Hồ bơi trong nhà. Cái cầu. Trời ơi, chạy. Trời ơi, trời ơi. Này hồ bơi trong nhà hả? Rồi. Cho quay cái. Đó, hồi qua trong nhà là như vậy. Đó,
Thước mềm hết trơn hả? Tắm hả? Đây là cái cảnh quê nha các bạn. Cái này có sức khỏe là mới đu dây được. Đó. Sao còn khu eo vậy? Sao còn khu eo vậy? Bên đây ướt rồi, bên đây còn khô mà. Bên đây chưa xuống. À. Đó, chuẩn bị nha các bạn. Ê, ê, ê. Trời ơi. Chết rồi, tao mới đi xuống được chứ. Lây quá, lên chạy. Chạy lên chạy đi. Ô ngạnh đâu rồi, ngạnh mai nó tiêu rồi. Hai vậy hai. Chạy đi. Hello. Dạ, chào chú. Chạy gì là hay đó nha. À. Chứ mà đạp là dễ bị thăng bằng tốt là chạy được. Quá trời, thôn nữ miền Tây. Cái này là xã nào mà tới đây vậy? À, Bến Tre tới nữa vô kênh YouTube Vương Quốc Thịnh xem nha. Vương Quốc Thịnh xem nha. Cảm ơn mấy cháu cho mình quay ghi hình nha. Cái này xã nào đây? Bé. Xã nào á? Xã nào lại đây? Còn Bến Tre lận. Bến Tre lận hả? À, đó. Ở kia đi qua đập dịch đi, hả chơi chị? Không được, chú xuống đó mệt à. Phải đầm mới được. Cái này ở xã nào lại đây vậy? Bình Hòa Phước. Vậy là thuộc Còn An Bình này ha. Cảm ơn mấy đứa nha. Ê. Người nào chạy xe đạp vững mới được. Vậy là đâu còn trò chơi nào nữa hả? Ở dưới khu dưới kìa. Phía dưới là gì? Con cũng biết nữa, con mới đi lần đầu á. Rất là khó nha các bạn. Cái này là cầu khỉ nè, nhưng mà cầu này cầu tre nha. Đó. Thì người ta làm một cái mô hình giống như là một cái điểm các bạn. Có nhiều điểm tham quan nha các bạn. Ừ.
thì khách du lịch rất là đông. Hello. Thì cho các bạn xem nha. Thì chuẩn bị xem một cái trò chơi chạy xe đạp. Phải thăng bằng tốt nha các bạn. Tốt nha. Phải thăng bằng tốt, còn ở đây là đạp vịt đây. Em này nó thăng bằng tốt nè. À, những cái trò chơi giống như bong bóng đó các bạn. Đó. À, đây ngày lễ Tết. Đó thì có nhiều cái mặc cái áo nâu, áo đen diễn tả những cái vùng quê hồi xưa, chỉ có đen, nâu và trắng thôi nha các bạn. Hồi xưa quần áo người ta không có nhiều màu giống như bây giờ nha các bạn. Oh, hello. Hello. Nữa vô kênh Vương Quốc Thịnh xem nha. Thì những đồ chơi gái, những cái bạn bè người ta đó. Cái xuồng chìm thì người ta phải lắc nước ra nha các bạn, lắc nước ra đó. Thì bên kia là cái này là sông Tiền nè, cái này cồn An Bình rồi nha. Bên kia là thuộc huyện Cái Bè rồi đó. Em này không biết bơi cho nên nó phải áo phao và đu dây này nha các bạn. À, các bạn xem một cái nữ chạy xe đạp trên đây. Người chạy xe đạp tốt thì mới qua cái cầu này được nha các bạn, giữ thăng bằng được. Thì cha mẹ rồi đi theo khu vui chơi nha, mùa hè đã đến rồi nha các bạn. Chỗ vòng xuống chém rồi. Đó thì mùa hè đã đến đây các bạn. Phượng. Đó là một số cái hình ảnh của khu du lịch Vinh Sang nha các bạn. Ngày 1 tháng 5 á. Ở đâu đi lại đây du lịch chị cô? Hòa Ninh hả? Thì
Đứng đại đi đừng chụp cho đẹp, vô luôn đi chú chụp giùm cho. Xác vô. Đó. Đó thì một số hình ảnh đó nha các bạn. Số hình ảnh của cái khu vui chơi. Để mình vòng qua đây chút. Đó, đây bán cà phê luôn nha. Vinh sang luôn nha các bạn. Thì cái cầu bến này người ta đánh nghe đứng vậy nha. Quay lại đây. Thì người này chụp cho người kia. Hả? Dưới này thì những cái tàu đò nha các bạn. Mình xuống quay cái tàu đò ăn cái. Hai người đứng đi chụp cho. Cái này những cái bến tàu đò làm. Đó nha các bạn. Nhìn sang là như vậy. Những cái này làm rất là kiên cố. Tàu đò đợi khách đi chơi đó các bạn. Xa kia là cầu Mỹ Thuận đó. Anh đây là về Đình Khao rồi nè. Khu du lịch Vinh Sang nha các bạn. Rất là rộng. Một nguyên cái vùng cồn luôn. Xa xa đắng là bè cá đó. Thì hôm nay cho các bạn trải nghiệm một cái vùng Vinh Sang này, nó đã có từ lâu rồi rồi nhưng mà Quốc Thịnh không có dịp quay. Còn nhiều ngoái nữa mà Quốc Thịnh không có thấy review. Chào cô. Đó. Thì nơi đây uống nước tự do hay sao mà bán nha các bạn. Rồi quá trời. Đó là một cái hành trình mà của Quốc Thịnh từ cái bến phà An Bình tới Vinh Sang. Quốc Thịnh xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video này. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.